Chuyên mục toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị văn hóa quan trọng, tập trung diễn ra trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ với nhiều loại hình hoạt động đa dạng được đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài, nguy cơ dẫn đến cháy nổ gia tăng. Nhưng với những nỗ lực, cố gắng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Sóc Trăng đã nỗ lực kiềm chế các sự cố cháy nổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh. Trong chuyên mục hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi một số kết quả nổi bật trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Trong kỳ, Công an thành phố Sóc Trăng đã làm tốt công tác tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, triển khai thực hiện các kế hoạch, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương. Đơn vị đã tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, đã ban hành 9 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Từ đầu năm 2024 đến nay, thì công an thành phố có ban hành nhiều kế hoạch như là chỉ đạo công an các phường cũng như là đội nghiệp vụ tiến hành rà soát cũng như là kiểm tra về an toàn cháy cháy đối với các loại hình cơ sở cũng như là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Thì bên cạnh đó cũng tham mưu Ủy ban dân thành phố Sóc Trăng ban hành các văn bản như là các kế hoạch để chỉ đạo Ủy ban dân phường thì cùng phối hợp chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy như công an phường tiến hành kiểm tra cũng như là tuyên truyền về công tác quản lý phòng cháy cháy trên địa bàn thành phố. Về cái công tác kiểm tra thì từ 6 tháng đầu năm 2024 thì trên địa bàn thành phố kiểm tra được là 225 cơ sở. Thì tới thời điểm hiện tại thì đối với cái phụ lục 3 chúng tôi đã đạt được khoảng cỡ 70%. Qua công tác kiểm tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh đã tuân thủ đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định và có cử nhân viên tập huấn về phòng cháy chữa cháy. Dạ thì cũng có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như là bình phòng cháy chữa cháy gì đó. Rồi cũng có mấy em đội ngũ mà túc trực mà để mà phòng cháy cho nó an toàn, cho nó hiệu quả. Hiện tại mình cũng hàng hóa mình nhiều quá thì mình cũng sắp xếp cho ngăn nắp. Với lại đường điện đồ mình cũng kiểm tra thường xuyên. Với lại mình có chuẩn bị những cái bình phương tiện chữa cháy cho nó đầy đủ. Ngoài ra, địa phương cũng đã làm tốt các mặt công tác về huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an thành phố Sóc Trăng, tập huấn những kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy cho hộ gia đình trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Địa phương cũng xác định công tác tuyên truyền là biện pháp hữu hiệu để phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thì bên cạnh đó, vì cái công tác tuyên truyền thì cái lực lượng phòng cháy công an thành phố phối hợp với công an phường thì tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức, trong đó có qua cái hình thức là phối hợp với đài truyền thanh thành phố tuyên truyền trên loa phát thanh cũng như là phối hợp với an ninh TV thì quay nhiều cái phóng sự để phổ biến những cái kiến thức rồi cái kỹ năng, những cái mà cái cách để bà con cũng như doanh nghiệp cơ sở tiến hành khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì biết cách để vận hành cũng như là thoát nạn để đảm bảo cái tính mạng, sức khỏe như tài sản của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thì với cái phương châm là lấy cái người dân là trung tâm, lấy cái công tác là phòng là chính, phòng là cái chiến lược lâu dài, với cái phương châm là cái từng nhà an toàn, từng khu phố an toàn, từng cái ngõ hẻm an toàn, thì đó là cái phương châm chúng tôi muốn để làm sao cái vấn đề cháy nổ không có xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Với những việc làm thiết thực đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn thành phố Sóc Trăng không xảy ra vụ cháy nào nghiêm trọng,
những vụ cháy nhỏ đã được lực lượng tại chỗ kịp thời xử lý, nhất là đã phát huy được sức mạnh phòng cháy của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nên không gây thiệt hại về người. Từ đầu năm 2024 đến nay thì trên địa bàn thành phố không có cái vụ cháy lớn, chủ yếu là những cái vụ cháy nhỏ mà phát huy được cái sức mạnh của cái lực lượng phòng cháy cơ sở, thì những vụ cháy nhỏ thì được dập tắt từ khi cái đám cháy phát sinh thì đã được dập tắt. Trên địa bàn thành phố Sóc Trăng tới thời điểm hiện tại, mình đã thành lập được 51 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tuyến đường, các cơ sở sản xuất kinh doanh, mà đặc biệt là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thì qua đó thì trong thời gian qua thì phát huy được cái sức mạnh của cái tổ liên gia này, thì đặc biệt là chúng ta giải quyết được những cái việc mà những cái sự cố cháy nổ xảy ra tại cơ sở. Thì cái lực lượng này thì ban đầu chúng tôi cũng đã có tập huấn cũng như trang bị những kiến thức về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, trang bị các phương tiện, dụng cụ phá dỡ, bình chữa cháy, rồi các cái kỹ năng để thoát nạn, rồi cứu người cũng như cứu tài sản, để mà đảm bảo với cái phương châm là bốn tại chỗ, là lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Thì chúng ta phải đảm bảo được cái 5 phút vàng từ khi tại thời điểm cháy xảy ra, thì phải đảm bảo làm sao mà tránh thiệt hại về người và của có thể xảy ra. Từ nay đến cuối năm, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Sóc Trăng tiếp tục rà soát, củng cố phương án chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm có nhiều nguy cơ cháy nổ, tăng cường công tác kiểm tra cũng như vận động và hướng dẫn nhân dân phòng cháy hiệu quả. Qua đây, thì ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân, hộ kinh doanh đề cao cảnh giác, phòng ngừa cháy nổ để đảm bảo an toàn cho mình và người khác. Qua cái công tác phòng cháy cháy thời gian qua thì đối với lực lượng chức năng của công an thành phố thì xin khuyến cáo bà con một số cái giải pháp như sau. Thứ nhất là đối với cái doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh mua bán thì phải tuân thủ theo cái khuyến cáo cũng như là những cái biên bản kiểm tra, cũng như là cán bộ kiểm tra, cán bộ quản lý là hướng dẫn mình để khắc phục những cái khó khăn đó, những cái thiếu sót để làm sao bổ sung vào cho nó hoàn thiện. Cái thứ hai, trên địa bàn thành phố thời gian qua là có những vụ cháy nhỏ, nhưng mà bên cạnh đó là nó rơi vào những cái hộ gia đình, những cơ sở mà nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thì qua đó thì cũng khuyến cáo bà con nên tuân thủ và nắm vững những cái cơ bản cần thiết về phòng cháy chữa cháy, biết sử dụng công cụ phương tiện thông dụng, rồi phải bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy trong quá trình sử dụng các cái nguồn lửa, nguồn nhiệt và những cái phương tiện, đặc biệt là cái xe máy qua đêm là cấm tuyệt đối. Cái kế tiếp là ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy cháy. Hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất kinh doanh phải tuân thủ nghiêm ngặt về công tác sử dụng điện đó. Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp nung nấu và nơi gọn gàng sạch sẽ, rồi có cái giải pháp thoát nạn. Đặc biệt trên địa bàn thành phố chúng ta thì thời gian qua thì chúng ta đã viết cái cam kết là cái mở lối thoát nạn thứ hai, nhưng bên cạnh đó hiện tại thì có một số phát sinh thì cũng đã vận động bà con thì cần thiết để phải mở cái lối thoát nạn thứ hai để đảm bảo việc mà khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì có cái lối thoát nạn để người ta giải cứu người cũng như là giải cứu được cái tài sản của mình. Bên cạnh đó thì ngày 6 tháng 2 năm 2024 thì Cục Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ C7 Bộ Công an cũng có cái ban hành cái văn bản là 365 về cái mã QR code. Thì hiện tại chúng tôi đã kết hợp với Ủy ban dân các phường thì đã triển khai thực hiện, và bà con chỉ cần có cái điện thoại thông minh là test cái mã là cần những cái thông tin gì. Ví dụ như mình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thì mình sẽ test vô cái mã nhà ở sản xuất kinh doanh, và những cái mục nào liên quan tới cái công tác kinh doanh như nhà ở hay là những cái cơ sở xí nghiệp thì bà con test đó đều có những thông tin cơ bản về cái kỹ năng cho bà con tham khảo và áp dụng trong thời gian tới. Chuyên mục toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đến đây là hết. Mời quý khán giả đón xem chuyên mục kỳ sau. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.